Thưa quý vị, nhiều sản phẩm thiết bị lắp ráp súng như là bắn súng, thân súng, cò súng, quy lắp, nòng súng được đăng bán trên các trang mạng thương mại điện tử như là Lazada.vn, Shopee.vn khiến cho nhiều người tiêu dùng không khỏi bất ngờ. Trước những phản ánh này, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn yêu cầu các đơn vị kiểm tra làm rõ. Theo đó, chỉ cần gõ các từ khóa đồ chơi sửa đổi Vỏ bộ ni lông, hộp số vỏ bộ sẽ có hàng trăm sản phẩm để lựa chọn. Những người hiểu biết về vũ khí có thể tự lắp ráp các thiết bị rời này thành một cây súng hoàn chỉnh. Đáng chú ý là những loại đồ chơi này dùng bi sắt hay khí nén CO2 đều có thể gây sát thương. Trao đổi với phóng viên chuyển động 24 giờ, đại diện các trang thương mại điện tử này cho biết đã tiến hành gỡ bỏ toàn bộ sản phẩm giao bán trái phép trên các trang bán hàng, đồng thời bổ sung thêm các từ khóa bị cấm bán và danh sách cấm bán hàng để ngăn chặn các shop đang lách luật giao bán thiết bị súng. Về phía Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng sẽ xác định nếu những vật phẩm này là vũ khí thì những tổ chức cá nhân chế tạo buôn bán sử dụng có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm